thêm về tội ác đồng tâm, bài viết của tác giả Hoàng Xuân Phú, phần 1, Nối mạch tư duy. Kết thúc phần 2 của bài tội ác đồng tâm tôi đã viết, mục đích cao nhất của bài viết này không phải là xác định đích danh thủ phạm giết người, mà là minh oan cho cụ Lê Đình Kình, cùng những người dân đồng tâm đang bị giam giữ và sẽ bị đem ra xét xử, để họ không bị kết án oan sai, và cũng giúp cho cơ quan điều tra xét xử không kết tội oan sai. Hơn nữa, giúp những người quá tin vào cái gọi là thông tin chính thống bình tâm nghĩ lại, tránh lên án và xúc phạm những nạn nhân vô tội. Để đạt được mục đích đó, tôi đã phải kiềm chế tối đa, hơn hẳn mức kiềm chế thường vận dụng khi viết các bài phản biện khác. Với thiện trị ấy, hy vọng những người có trách nhiệm bình tĩnh đọc hết bài tội ác đồng tâm để hiểu rằng cả kịch bản đạo diễn và dàn diễn viên của vở kịch mang tên Đồng Tâm đều quá tồi tệ và tìm được trả lời hợp lý cho câu hỏi phải làm gì khi âm mưu tệ hại đã bị bại lộ. Cuối bài Tội ác Đồng Tâm, tôi đã đưa ra mấy lời khuyên chân thành. Với tội ác đồng tâm, nhà cầm quyền đã tự tay giáng đòn trí mạng và tử huyệt của chế độ. Muốn giải huyệt thì phải thừa nhận tội ác. Chấm dứt ngay chiến dịch vu khống, xuyên tạc sự thật. Chấm dứt giam giữ và bức cung những người vô tội nếu tiếp tục bức cung rồi dựa vào đó để kết án thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tình hình ngày càng thêm trầm trọng và bế tắc. Để làm dịu nỗi đau do tội ác đồng tâm gây ra, đã hô hào học tập và làm theo thì cũng nên học theo cách ứng xử của Hồ Chí Minh và Trường Trinh sau so sai lầm của cải cách ruộng đất. Chỉ ít thì cũng xin lỗi gia đình cụ Lê Đình Kình và người dân đồng tâm. Tiếc rằng thế lực cầm quyền vẫn chẳng có biểu hiện nào tỏ ra hối tiếc ngược lại còn để cho đám lâu la mang sắc phục công an trăng cháo tới nhà của Lê Đình Kình hết lần này đến lần khác. Ngày 12 tháng 2, chúng đòi cưa thanh sắt có vết đạn trên cửa xếp. Ngày 13 tháng 2, chúng trao giấy triệu tập cụ bà Sư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình. Ngày 20 tháng 2, chúng đòi khám nhà, thử hỏi còn gì để khám nữa. Bởi lẽ từ sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020, công an đã chiếm đóng và tha hồ lục soát ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ Kình suốt hơn 3 ngày đêm trước khi để cho vợ và con cháu của cụ trở về nhà. Rõ ràng là muốn phi tang đồng thời tiếp tục hành hạ khủng bố tinh thần mấy người phụ nữ và trẻ con tội nghiệp còn lại trong gia đình cụ Kình. Vì vậy tôi buộc phải viết thêm bài này nhằm vạch rõ hơn chân tướng của vụ thiêu cháy ba sĩ quan công an tại sao các cấp lãnh đạo của chế độ này lại để mặc cho đám kiêu binh tiếp tục hành xử như vậy chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chẳng có ai trong bộ máy cầm quyền nhận ra lỗi lầm của vụ đàn áp đồng tâm hay sao hay phải chăng có đủ quyền lực thì thiếu minh mẫn còn đủ minh mẫn thì lại thiếu quyền lực hay nếu đủ cả quyền lực và minh mẫn thì lại thiếu đạo đức hy vọng trong giới cầm quyền vẫn còn có nhiều người vừa có quyền lực vừa minh mẫn lại vừa có đạo đức nhưng những năm tháng đẳng đẵng hít thở bầu không khí độc tài ngột ngạt đã thiến dần dũng khí để lại những tâm hồn bị nhiễm nặng bản năng ngậm miệng triền miên hay luôn quá thận trọng như mắc phải một chứng bệnh kinh niên thành thử với một số người có thể chứng cứ và lập luận đã được trình bày vẫn chưa đủ thuyết phục vậy thì mời đọc thêm bài này phần 1. nối mạch tư duy đang đêm khi hầu hết mọi người sống trên đất việt còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì mấy ngàn cảnh sát tấn công vào xã Đồng Tâm. Tâm điểm của trận tấn công là nhà của cụ Lê Đình Kình. Đối tượng chính của cuộc tấn công chính là cụ Lê Đình Kình. Sau khi vãi đạn vào ngôi nhà nhỏ, chúng đã tra tấn cụ Kình hết sức dã man, bắn vỡ tung đầu gối chân trái của cụ. Vâng, đúng cái chân mà đám thi hành công vụ đã từng đá vỡ xương đùi. Khi lừa cụ ra đồng để bắt cóc vào năm 2017, kết thúc cuộc đời cụ kình bằng phát súng bắn thẳng vào tim. Rồi chúng mang thi thể cụ đi mổ phanh thây, kéo một đường suốt từ cổ xuống đáy bụng. Để biện hộ cho cuộc tấn công và giết người hoàn toàn phi pháp, họ bịa ra cái chuyện trong quá trình xây dựng. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn bom xăng ra phóng, tấn công vào lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hơn nữa, họ còn vu khống trắng trợn rằng trên tay của cụ Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn sau khi ném một quả không nổ. Buồn thay, những lời dối trá trên cả chưa chẹn ấy lại đánh lừa được khối người nhẹ dạ cả tin hoặc là quá lười suy nghĩ, hoặc là chăm suy nghĩ nhưng lại không đủ khả năng tư duy. Tuy nhiên, dư luận tỉnh táo đã nhanh chóng vạch trần những luận điệu giả dối khiến cho Bộ Công an phải liên tục sửa kịch bản song thực chất đã sai, thì sửa mấy cũng vẫn cứ sai. Lẽ ra kể cả những người tin đảng, yêu chế độ, cũng khó kiềm chế phê phán việc công an giết hại cụ già tàn tật đã 84 tuổi. Nhưng cái chết của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân và Trung úy Phạm Công Huy đã đảo chiều dư luận. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang tuyên bố, từ nhà Lê Đình chức sang nhà Lê Đình Hợi, giữa hai nhà có một hố thông gió hố kỹ thuật khá sâu, gần 4 mét. Anh em ngã xuống hố, lập tức các đối tượng sử dụng bom xăng, đổ xăng ra can tưới xuống và đốt. Ba cái chết bi thảm khiến cho ba người căm thủ cụ Lê Đình Kình và những người dân đồng tâm sát cánh bên cụ. Cần phẫn nộ mạnh đến mức xóa ta những băn khoăn về cuộc tấn công phi pháp và việc giết hại cụ Kình. Tuy nhiên tuyên bố ấy của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng chỉ là một mắt xích then chốt trong chuỗi xích thuần chất dối trá của Bộ Công an trong vụ Đồng Tâm. Để bác bỏ, tôi đã khẳng định trong bài tội ác Đồng Tâm, mệnh đề 4, cáo buộc mấy người dân Đồng Tâm đã đổ xăng để thiêu cháy ba sĩ quan công an là sai sự thật. Mệnh đề trên là hệ quả trực tiếp của mệnh đề 3. Thứ vật liệu đã thiêu cháy ba sĩ quan công an trong hố kỹ thuật không phải là chất lỏng. Bài tội ác Đồng Tâm không chỉ bác bỏ tuyên bố của thứ trưởng Bộ Công an về khía cạnh các đối tượng sử dụng bom xăng đổ sang ra can tưới xuống và đốt. Mà còn bác bỏ khía cạnh anh em ngã xuống hố. Thông qua mệnh đề 2, không thể có chuyện ba sĩ quan công an cùng bị ngã xuống hố kỹ thuật. Một điều mà Bộ Công an chưa cáo buộc nhưng vẫn phải phòng xa mà khẳng định trước. Đó là mệnh đề 1, người dân đồng tâm không hề đẩy ba sĩ quan công an xuống hố kỹ thuật. Từ mệnh đề 1 và mệnh đề 4, ta rút ra, người dân đồng tâm không hề có lỗi trực tiếp hay là gián tiếp đối với cái chết của ba sĩ quan công an. Họ không hề làm gì khiến cho ba sĩ quan công an bị rơi xuống hố kỹ thuật và họ cũng không hề đổ xăng xuống hố kỹ thuật rồi châm lửa đốt ba sĩ quan công an như bộ công an đã cáo buộc. Từ mệnh đề 1, mệnh đề 2 và mệnh đề 4 ta rút ra có kẻ đã hạ gục cả ba sĩ quan công an và ném họ xuống hố kỹ thuật để thiêu cháy và kẻ đó không phải là người dân đồng tâm. Câu hỏi hết sức tự nhiên là không phải là người dân Đồng Tâm lại có thể đến gần ba sĩ quan công an được trang bị đầy đủ súng ống để hạ gục họ, thì hung thủ có thể đến từ đâu? Nếu không phải là từ đám tấn công vào Đồng Tâm. Vừa đọc xong câu hỏi, chắc hẳn bạn đã tự có câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo là tại sao hung thủ lại giết ba sĩ quan công an? Do tư thủ hay thi hành công vụ? Một thứ công vụ khốn nạn như bao công vụ khác ở xứ này rõ ràng không thể do tư thủ. Thịnh và quân đều công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô. Nhưng Thịnh là thượng tá, phó trung đoàn trưởng, còn quân chỉ là thiếu úy tiểu đội trưởng. Hai vị trí công tác xa nhau đến mức khó có va chạm với cùng một kẻ thù chung. Hơn nữa Thịnh và quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ Công an, còn Huy là cán bộ Bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc khu vực 3, trực thuộc Công an thành phố Hà Nội nghĩa là xa lắc xa lơ, xa đến mức có thể chưa hề biết mặt nhau, trước khi cùng nhau đi đến chỗ chết. Vì vậy Trung úy Phạm Công Huy càng không thể có chung một mối tư thù với cả Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân. Vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn đổ tội cho gia đình cụ kình và người dân đồng tâm nhằm biện hộ cho tội ác đồng tâm và đạo chiều sư luận phi phán mà lại đang tâm lên kế hoạch thiêu cháy một đúc ba sĩ quan công an hay sao? Nghi ngờ này nghiêm trọng và kinh khủng đến mức khó tin hay chẳng muốn tin. Do đó này xin câu hỏi, cái logic được trình bày ở trên sai chỗ nào? Phải chăng sai ở mệnh đề 3? Phần 2 của bài viết này sẽ khẳng định một lần nữa, mệnh đề 3 là hoàn toàn đúng. Hơn nữa phần 3 sẽ trả lời câu hỏi vật liệu cháy đã được sử dụng trong hố kỹ thuật là thứ vật liệu gì? Đồng chí Trọng 53 năm tuổi đảng lấy tư cách gì để giết đồng chí Lê Đình Kình 59 năm tuổi đảng? Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau là ý kiến của ông Trọng nhân buổi họp bộ chính trị về vụ hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Theo tôi, đồng bào Hà Nội cũng nên chuẩn bị một văn bia thật hoành tráng cho vụ ông Lê Đình Kình, nắm toàn bộ quyền lực trong tay ông Trọng, làm việc không kiêng rè một thứ gì. Đồng chí Trọng tuổi đảng 53 lấy tư cách gì để giết đồng chí Lê Đình Kình 59 năm tuổi đảng? Dựa vào cái gì đồng chí Trọng truy phong liệt sĩ Ban huân chương tổ quốc ghi công cho ba công an chết vì té giếng. Tổ quốc được ông Trọng kéo xuống, đứng ngang hàng với lợi ích của tài phiệt đỏ, của các nhóm lợi ích địa ốc. Hôm qua, quân của ông Trọng lại vô xét nhà bà Kình, chắc là để xóa vết tích trận đánh đẹp, còn không là để tìm bằng chứng nhận tiền từ nước ngoài. Ông Trọng đang cần những bằng chứng chắc như bê tông để xử vợ và đám con cháu của cụ Kình. Theo tôi, ông Trọng không cần làm văn bia làm chi cho mệt. Bia miệng của dân gian tồn tại cả ngàn năm rồi. Bia miệng từ lâu đã ghi rằng, cán bộ đảng viên ăn của dân không từ một thứ gì. Những năm qua ông Trọng đốt lò, loại khỏi vòng quyền lực một số hạt giống đỏ ra khỏi guồng máy nhà nước. Vấn đề là nhân sự hạt nhân do ông Trọng và Bộ Chính trị sàng lọc trong đảng rồi đưa ra làm lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đám nhân sự hạt nhân này biến thành sâu bọ, ăn tàn phá hại đất nước. Trách nhiệm này thuộc về ai nếu không thuộc về đảng, thuộc về ông Trọng. Văn kiện với văn bia toàn là lời chim chóc. Khi mà đảng vẫn đứng ngoài pháp luật, vẫn đứng trên nhà nước. Khi mà đảng viên không chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình. Tất cả những văn kiện văn bia của đảng đều là những lời xạo trá, nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Qua vụ xét nhà bà Kình hôm qua, ông Trọng đang muốn soạn lại một kịch bản coi được vụ đồng tâm. Ông Trọng đang hề hóa đảng.